Mến chào quý vị khán giả đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình đọc truyện đêm khuya Hôm nay, anh Khôi xin gửi đến các bạn câu chuyện có tựa đề Chị Miên, tác giả Nguyễn Thu Hằng Hy vọng quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị Đừng quên ấn like, đăng ký kênh Cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé Mỗi khi tàu nhà khói chạm vào vòm cây xà cử cổ thụ chỗ nền ga điểm cũ sẽ giúp những hồi còi dài rằng rặc, tiếng bánh sắt lăn rình rùng trên đường dây, đường gạch chật chưỡng dưới chân miên. Những hạt xương đậu trên vành nón miên đã đua nhau rơi lã trá trước mắt cô, tiếng xe bò lộc cộc. Trên xe, năm bao dơm chấu mục miên đã ủ từ năm trước với lân và phân chuồng. Vụ tỏi này, miên sẽ phải khác với vụ trước. Phả đã đay nghiến cô là ngựa non háu đá. Phả đã quăng một câu như người ta ném bát tỏi vào chảo mỡ nóng làm lòng miên cháy xém. Gió từ dưới đầm tạt vào mặt miên vẩy theo mấy giọt xương. Đưa tay vuốt mặt để nhìn lên phía đường tàu cho rõ. Những ngọn tre vẫn không lay động bởi xương đeo nặng chịu. Miên bỗng nghe vẳng có tiếng rùng rùng của bánh sắt. Tiếng còi rúc lên nhưng không rền vang mà chiếu xuống trong màn xương. Miên giật mình lùi xe bò bật trở lại. Ánh đèn pha dọi lóa lên. Đoàn tàu lao tới ga điểm cũ. Rồi có tiếng người kêu thất thanh. Ôi giời ơi! Tàu đâm chết người rồi. Miên bỏ xe bò hốt hoảng chạy ngược lên. Người ta đang xúm lại bên vệ cỏ. Miên thấp thoáng trông thấy cái áo hoa tím đẫm máu. Chiếc mê nón đã bẹp rúm. Miên choáng váng khi nghe tiếng ai đó kêu. Là cô nhưng vợ chú bột những đêm khó ngủ, miên vùng dậy rón rén đi lên gác xếp, mở cái hòm gỗ lấy giấy bút ra viết. Lấy chồng đã lâu mà miên vẫn chưa bỏ được sở thích viết. Miên viết về những vụ tỏi trên cánh đồng mật, với những đêm thao thức nghe tiếng còi tàu rúc vào màn đêm, hay sự thổn thức khi ước mơ giảng đường chưa kịp với. Đã có đêm, đang liệt cây bút trên giấy thì miên thấy bóng người hắt lên bức tường trước mặt. Cuống quýt, miên giấu vội vào quyển chuyện chú khả tặng phả hầm hầm đi lên phả nghi ngờ miên viết thư tình hay nhật ký cho thằng nào giật lấy quyển chuyện phả lướt nhanh qua tờ giấy cô lên đây lén lút viết lách giữa đêm thì chỉ có mặt tơ tưởng đến thằng nào chuyện này ai tặng thì chú khả tặng hôm dẫn anh đến chơi anh không nhớ à phả đọc một đoạn rồi xé toang tờ giấy Đoạn giật luôn cả cuốn truyện khả tặng lần trước ném vèo vào góc nhà, có chồng mà còn văn vở. Miên sang nhà nhưng mở tờ giấy gấp tư nhầu nhĩ, những nét chữ cũng gãy gập theo. Có bài mới à? Nhưng luôn là độc giả đầu tiên và duy nhất của Miên từ xưa đến nay. Trước, Miên hay sang nhà nhưng đọc truyện. Bố nhưng đem về hàng bao tải truyện thanh lý trong thư viện cơ quan về cho con những chiều mưa hai đứa lên gác xép nằm đọc truyện chán thì lăn ra ngủ trong những giấc ngủ giữa đống sách đó miên hay mơ được bay đến những vùng trời mới mơ viết được những chuyện hay như những tác phẩm trong cuốn sách kia miên có ước mơ theo học ngành văn học để sau này sẽ viết được chuyện thật ngoài đời chứ không chỉ còn là trong giấc mơ giờ con đường hàng ngày của cô sau khi lấy phả là con đường gạch cổ sống trâu đi lên đồng mật với những vụ lúa vụ tỏi gối nhau. Có mấy quyền chuyện trong hòm của Nhưng, Miên cầm về mà giữ. Chồng Nhưng, bột, đã gọi Miên đến, chỉ cho Miên cái hòm cá nhân của Nhưng. Bột gầy tướp như cây tỏi lép, dâu ria lầm khẩm. Cả mấy cuốn lưu bút thời học sinh nữa này, có tới chục trang của Miên. Sao không để đó làm kỷ niệm, nhưng mới mất được mấy ngày. Giọng bột bá bưởi, nay đầy một thất có gì của cô ấy đem đi hóa hết sau nửa tháng nhưng mất có nhiều lời đàm tiếu về cái chết của nhưng người bảo nhưng bị mất ngủ đi làm đồng sớm băng qua đường tàu không biết tàu chạy qua bị tàu đâm người thì đồn bột đi làm xa vợ cặp bồ trên chỗ làm nhưng biết uất quá tìm đến cái chết người thì bảo tuổi nhưng năm nay có hạn nặng miên không tin nhưng lại có thể tìm đến đường tàu để kết thúc sự sống thê thảm đến vậy chiều ấy nhưng chạy sang miên mắt đã sưng mọng nhưng uất nghẹn bột chỉ đóng kịch thôi có người mách bột bổ bịch bên ngoài nhưng đã không tin bột đi làm xa nhưng tuần nào cũng về cũng thương chiều nhưng cho đến đêm qua lúc bột đi ăn nhậu với bạn về cởi quần áo vứt tạch trên ghế ngoài gian khách để đi ngủ nhưng nghe có tiếng điện thoại lần mở mật khẩu là chữ mở ngược một lần nhưng đã nhìn trộm bột mở trời đất sụp đổ dưới chân nhưng khi tin nhắn con bé kia giục bột lên ngay cơ quan để đưa đi bệnh viện bột đã cướp cái điện thoại và vả đánh bốc vào mặt nhưng rồi nhức móc nhưng vô học dám động vào điện thoại người khác cái tát làm tai nhưng ù đi như say thóc. Chỉ còn nghe tiếng đoàn tàu lao dầm dập trên đường dây. Anh là đồ phản bội hèn hạ. Bột gầm lên. Mấy tháng trước cô sang bên cầm gặp cái thằng Khương Kỹ Sư nửa mùa để gặp kẻ. Tôi lạ gì? Anh đừng có đổ tiếng ác cho tôi. Tôi sang đó để học hỏi kinh nghiệm chồng giống tỏi cô đơn. Một đằng chồng không có nhà. Một đằng già chưa lấy được vợ cùng cô đơn gặp nhau thì dính lấy nhau, chứ tỏi hành gì. Nhưng đã muốn chết. Miên bảo, chết vì người phản bội thì vô nghĩa quá. Phải hỏi cho ra nhẽ, không ở được thì chia tay. Nói chia tay mà gạt được sự uất hận sao? Người ta có đủ năng lượng chết nhiều hơn là năng lượng cho cái sống đau sống uất. Còn bé kem, còn bố mẹ. Nhưng quả khóc rưng rức. Miên ôm lấy nhưng đôi vai nhưng rung lên. Chiếc xe bò đuôi đã chất đầy những chăn màn, gối chiếu của nhưng, cả cái giường cưới gỗ cũng được tháo ra, chất lên xe, cùng quần áo, tư trang của nhưng, đầy một xe, bột kéo lên bãi tha ma để hóa. Đồng chiều lờn vờn khói xám trong ánh hoàng hôn màu huyết dụ. Mưa dài rằng đến ba ngày khiến cho ruộng tỏi rụt lại, vàng ạch, miền nẫu ruột nhổ mỗi luống mấy cây đem sang bên cầm tìm gặp kỹ sư khương không tìm khương thì miên cũng chưa biết xử lý thế nào áp dụng cách chăm sóc với tỏi ta sợ không hợp chỉ chậm một ngày là hỏng cả ruộng miên mạnh dạn gõ cửa khương quan sát kỹ mấy cây tỏi chụp ảnh để báo cáo bệnh dịch và định sẽ viết bài tuyên truyền cách phòng chống cho bà con trồng tỏi đây là tên thuốc miền đến tận đại lý của trạm bảo vệ thực vật huyện mà mua. Tỏi đang nhiễm nấm và bị chết rút. Phun thuốc lúc quang trời sẽ tốt hơn. Miên lóc cóc đạp xe đi mua thuốc. May về đến nhà thì trời quang quẻ. Mưa đã ngừng hẳn. Nhìn vào nhà thấy phà về. Đang nằm đo giường bấm điện thoại. Miên chợt thốt lên đầy hy vọng. Anh về. Đi phun thuốc hộ em nhé. Em thấy nôn nào khó chịu quá khi em có. Chưa kịp nói cho Phả biết về niềm vui còn chưa rõ ràng. Phả đã chặn họng anh bận rồi. Tay Phả vẫn lướt điện thoại. Mũi chân ngoáy như nắc nẻ. Miên nghẹn lòng. Mấy nhà liền ruộng. Chồng giống tỏi lại thấy Miên vác bình phun đã bàn tán với nhau rằng. Miên và Nhưng rủ nhau làm ngông. Vụ trước đã thua. Vụ này vẫn còn muốn lao vào như thiêu thân lao đầu vào lửa kế nhưng thì đã vào miền mây trắng rồi. Miên không muốn nghe, cứ phun mãi miết. Miên phải phun đúng kỹ thuật chứ. Bỗng Khương đi tới. Khương sắn quân lội xuống ruộng. Nhìn tôi. Khi phun lia đầu vòi xuống dưới lá chỗ phần thân chính, rồi mới nhẹ nhàng lia đường rộng phía trên. Nhớ phải đi xuôi theo chiều gió. Miên xấu hổ đến xúc động. Từ bé đến giờ, lần đầu có người dạy miên phun thuốc. Khương quay lại chỉ cho miên thấy mấy khóm tỏi bị sâu nặng. Phải nhổ đi, đừng tiếc. Miên kho người cúi nhổ khóm tỏi. Bỗng, à, thì ra chiều nay hú hí với dai ở đây. Phả đứng chắn trước mặt Khương. Phả đã tống hai quả đấm vào mặt Khương. Khương loạn choạng, máu mũi, máu mồm hộc ra. Miên lao vào giữ tay Phả cánh tay đàn bà dù chăm chỉ làm đồng vẫn không ăn thua gì trước một cái vung tay dày mạnh của phà miên trượt chân ngã nhòi vào luống tòi khương đỏ văng mặt quăng bình lên bờ lao vào phà hai người quần nhau trên luống tỏi mùi tỏi cô đơn sọc lên chỉ một cái đá hiểm phà ngã sóng xoài khương phủi tay đi lên bờ chiều sắt khúc xám ngoét một màu Đêm ấy, Miên ngồi câm nín trên gian gác nhỏ, mấy trang giấy chi chít chữ, rồi lại gạch gạch xóa xóa. Khi tiếng đoàn tàu lăn bánh rùng rùng qua đồng báo hiệu canh ba, Miên bắt đầu nắn nót viết lại từ đầu. Tỏi cô đơn củ mỗi ngày một phình ra, nhìn căng con mắt. Chỉ hơn tháng nữa sẽ được thu hoạch. Chủ nhiệm hợp tác xã đã dẫn đoàn cán bộ xuống tham quan ruộng tỏi nhà Miên và hứa chắc như đổ bê tông khi nào thu hoạch miên chỉ cần gọi trước hai ngày sẽ có xe của công ty thực phẩm mở đến cân. Thêm một trang về những củ tỏi đang già trắng dưới đồng mật. Trang này, miên chỉ cần cầm bút, chữ đã chảy tràn ra giấy. Ngày cân tỏi cũng là một ngày hanh hao gió bấc. Miên chỉ mặc mỗi cái áo công nhân cũ nhổ tỏi vẫn mướt đẫm mồ hôi tiếng mấy bà hàng xóm miên đã thuê công ngày nhổ tỏi kịp chuyến xe về cân cười đùa rộn vang cả mặt luống. Cân tỏi xong, miên về tới nhà. Ngoài sân, trời đã sâm sầm tối. Phả về từ chiều, đứng trước cửa nhà đợi miên. Trên tay cầm một phong thư đã bị bóc, hở ra cái ruột thư màu hồng. Cô vẫn còn viết lách mấy cái thứ lãng nhách này hả? Giọng phả chát chúa. Thư của em sao anh dám bóc vậy phả gần từng tiếng tôi là chồng phải biết vợ nhận thư của ai chứ miên ức lắm nhưng chưa lấy được thư nên đành im phải lúc sau phả mới đưa thư cho miên miên đọc thư run người vì sung sướng thư mời miên đi dự lễ trao giải cuộc thi chuyện ngắn của tạp chí hát cô được giải khuyến khích giọng phả gầm gừ mai trao mà nay mới nhận được thư cái giải còi Cô bảo họ gửi về cho. Không đi đâu cả. Bụng mang dạ chừa thế kia. Tôi là tôi cấm đấy nhá. Mặc kệ phản nói khó nghe. Miên đi ra cầu ao. Mặt miên hồng rực như cánh hoa nở trước cổng. Tay miên từ từ nâng tờ giấy màu hồng có in tên cô trang trọng lên môi. Miên khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Mùi tỏi cô đơn thơm sực. Cay xè. Hồi hồi bay lên theo cơn bấc hành hao vừa thổi tới. tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên bầu trời rộng rãi tác giả nguyễn thị thanh thảo khôi bảo anh thương em nhất trong mấy đứa vì em không lấy được chồng khôi trả lời không phải chưa bao giờ lương có mặt ở cơ quan vào một buổi chiều chẳng để làm gì chẳng để nghe ai nói và chẳng nói với ai một lời căn phòng chợt im ắng khi đồng nghiệp cuối cùng ra về quên khép cửa để một luồng hơi nóng phả thống vào mặt kệ lương không buồn đi đóng tiếng quạt vù vù trên đầu tiếng tít tít của chiếc máy vi tính thỉnh thoảng kêu chẳng rõ nguyên nhân lương ngả người ra sau ghế hít một hơi dài thở ra rất chậm tưởng chừng có một đường truyền chạy dọc xuống đan điền rất chi dễ chịu buổi chiều lặng sâu trong ý nghĩ chờ tin nhắn Messenger của Khôi gửi đến làm lương giật mình, rồi Khôi bắt đầu thầm thì không ngớt những chuyện vớ vẩn. Nước Đức xa xôi giờ này đang là buổi trưa, Khôi nghỉ lễ nên có dư thời giờ tán chuyện phào phĩnh với cô. Lương cười, thật may mắn, cô biết Khôi nói thương cô nhất là nói thật lòng, dù chẳng phải cơn cớ bởi lương ngần này tuổi mà vẫn sống đơn độc người bạn lớn tuổi mến thương từ thời còn học đại học giờ đây đã sắp trở thành một bác sĩ uy tín giỏi giang khôi theo đuổi ngành nhi du học nhiều nước ứng cử viên nhiều tổ chức y học nổi tiếng thế giới và vô cùng rộn bận lương yêu mến anh không phải chỉ vì lẽ đó lương chỉ tự hào và kiêu hãnh với khôi cô quý trọng ở sự tử tâm trong sáng của một con người trẻ tuổi anh đúng là một lương y mà bao giờ nghĩ đến cô cũng hình dung được sự an lòng và dễ chịu. Cho em 5 phút nghe, em có điện thoại. Kha gọi. Lệ thường giờ này Kha vẫn gọi điện thoại chỉ để kiểm tra ba việc lặt vặt, ăn cơm, sức khỏe, công việc trong một ngày đã qua. Lương báo cáo với người yêu bài học đã quá thuộc lòng như mọi ngày. Em đã ăn cơm, hôm nay khỏe, đang xem tivi nè, không một chút ngượng sài gòn cách xa nơi lương sinh sống hơn một ngày đường tàu hơn một giờ bay lương thể nào có thể khai với người yêu mình đang ở cơ quan một mình chát chít với khôi trong thoáng chốc cô giật mình nói dối biết đâu là cả hai kha bây giờ đã là dân sài gòn thứ thiệt không giống vĩnh kha mười năm trước đây lương từng biết nhưng cô vẫn yêu mười năm vẫn yêu mà không chờ đợi bất cứ điều gì Mối tình nồng thắm ngày cũ đã dần già nhạt nhưng Kha và cả Lương nữa, cứ để thế, không bỏ đi mà cũng không thêm hào hứng, nếu có cơ hội gặp thì muôn vàn thắm thiết, rồi cứ thế, mỗi người một nơi, mỗi người một việc, cứ như một hợp đồng yêu đương dài hạn không ràng buộc. Mãi thế rồi Lương cũng quen, không sống đơn độc sao được. Nhưng anh vẫn lo cho em nhất. Thôi đi Hôm nay anh làm sao vậy? Hết thương nhất rồi lại lo nhất. Lương phì cười. Hình dung ở một xứ sở xa xôi. Nét mặt khôi nghiêm nghị không một chút đùa. Hình ảnh đó động lại trong mấy giây. Tự nhiên trong lương ngập tràn một tình yêu thương như hàm ơn anh. Lương chạm tay trên màn hình. Thèm được anh đưa tay ra nắm lấy như mấy hồi còn ở ký túc xá. Mỗi khi lương ốm rồi bần thần thấy ngón tay mình đụng vào một khoảng kính vô tri. Bên kia, Nick Khôi không còn thấy sáng đèn dù chưa ai nói lời từ biệt. Bóng tối, lương hơi mất thăng bằng khi bước ra khỏi phòng làm việc. Một buổi chiều đã trôi qua. Khi Khôi chợt hỏi, Ủa, sao giờ này em vẫn còn ở cơ quan? Ăn uống gì chưa thì Lương lại đỏ mặt vì những lời thành thật chỉ trong chốc lát mà lương như sống như hai con người khác nhau muôn trùng cách biệt với khôi lương cũng chẳng có gì mù mờ sao lại không thể nói với kha rằng hôm nay em tự dưng muốn ngồi lại cơ quan chưa ăn gì và đang trò chuyện rất vui vẻ với người ấy không thể rất không thể sao giống quá cái sự độc lập tự do mà lương vẫn hằng sống quen đến nỗi không chịu bỏ thị xá bé nhỏ trầm lặng này vào sài gòn với kha Lương đứng im bên cầu thang tối. Nỗi dây dứt chạy dần dần. Lương là một công chức cần mẫn và chuẩn mực. Lương là một người yêu nghiêm túc. Chỉ trừ một điều. Lần đầu tiên tự thấy không có chỗ đứng tự trái tim mình. Ngay trong lòng mình. Vô cùng tĩnh lặng. Chiếc cầu thang quen thuộc ngày ngày Lương vẫn lên xuống không biết bao bận dở chơi với xa lạ. Nước mắt Lương tự nhiên chảy dài một nỗi cam chịu giờ mới biết cách buông như thể cô vừa chịu một đòn oan, rồi lại được dỗ dành, được nghe những câu bằng tiếng rất ngọt. Lương tựa lưng vào tường, tay úp mặt ao ước hà, rồi lại ao ước có khôi, ao ước bất kỳ một ai đó nắm tay cô đi tới, hoặc cho cô chút ánh sáng để dò đường. Nhưng không. Đã qua ngày tiểu hàn, Mùa đông ở thị xã nhỏ cuối cùng cũng có chút rét mướt. Lương thức dậy trong tấm chăn ấm, nhận ra một ngày mới đang đến rất chậm. Điện thoại báo sắp tới giờ đến công sở. Lương lười lĩnh chưa muốn rời khỏi chăn. Cảm giác mơ màng, lành lạnh buổi sáng thật dễ chịu. Ký ức như thể một giấc mơ, y như một giấc mơ. Không như mọi ngày, hôm nay lương vào muộn lần ngần kém tự tin quét tấm thẻ công chức lên chiếc máy chấm công ở cổng rồi chợt phỉ cười. Té ra lâu này cô giống như một lập trình gấp khúc, loay hoay với những khung giờ buổi sáng buổi trưa buổi chiều. Giờ thức giấc, giờ chăm cây, giờ trang điểm, giờ đến công sở, thậm chí giờ ăn sáng nhanh với cốc cà phê cùng một ai đó trong cơ quan. Một lập trình đều đặn, không chủ ý đi làm muộn, lương chợt nhận ra sáng nay dường như đang là một người tự do được tự do hơi chút phóng túng trong lúc lương mở máy cập nhật công việc lướt qua mấy trang tin tức dạ dày đã réo đói cũng là một thứ cảm giác dễ chịu lương nhẫn nại ngồi thêm chút nữa khôi gửi email kể mùa đông vẫn còn mà hoa anh đào đã nở tối qua anh còn thấy một đàn ngỗng trời bay trong tuyết dày Lương đã từng ngắm anh đào tuyệt đẹp ở Sapa, từng hình dung cảnh bạch lộ song song phi hạ điền trong thơ cổ, nhưng lá thư báo tin đêm qua của Khôi vẫn thú vị vô cùng. Ngày mới, Lương gọi điện thoại cho cô bạn thân, rủ đi ăn sáng. Cứ nghe giọng bạn qua điện thoại cũng ngỡ ngàng và chắc chắn ngạc nhiên. "Ủa, tính bỏ làm sao dám đi ra ngoài vào giờ này?" tiếp theo chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Tiếng vọng đêm, tác giả Nguyễn Duy Hiến. Tư bụng đẩy máy phóng xuống chẹt rồi nhảy lên bờ tháo dây buộc. Quân kéo hai bừng cầu chẹt lên rồi ra sau quay máy. Tiếng máy dầu nổ bùm bùm đùn lên từng xoắn khói đen trắng. Quân cầm lái hướng chẹt chở máy phóng ra kênh tứ thường. Ngày nay mình chạy gần 20 công. Lúa đông xuân nhẹ máy, phóng cũng lẹ. Ông phải xác định đứng máy gần suốt đó nghe. Nước thuốc có tư bụng lo. Tư bụng nói và nhìn quân cười cười. Hàm răng ố vàng do bám khói thuốc lâu ngày. Là chủ nhưng tư bụng ít đứng máy mà giao hẳn cho quân. Tất thầy từ việc đứng cho máy ăn, đến giữ máy phóng nằm lại ở đồng. Nhà quân ở Bình Phước, cứ tới mùa lúa chín lại khăn gói về xã Vĩnh Đại, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đi máy phóng lúa mướn. Có năm đó, máy phóng đặt làm ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã cũ, răng đập lúa bị mòn, lúa theo dơm ra ngoài nhiều. Mấy người theo hứng dơm lấy lúa vui ra mặt, một cả lan ba hai công dồn lại phóng ra rũ dơm được cả dạ lúa chứ không ít. Chủ ruộng nhăn mặt, ít người kêu phóng vụ lúa đó quân chỉ được 20 giả. Tiền đò, tiền xe, tiền quán xá còn lại đem về nhà chẳng được mấy. Lúc giao mùa, quân về nhà tư bụng, hai người chạy chẹt về cầu xéo. Huyện Ký Bè, tỉnh Tiền Giang đặt làm máy phóng ở cơ sở tư sang nổi tiếng máy phóng không ra lúa. Thùng đầy không phải tháo ra từng bộ phận khiêng lên xuống chẹt như một số máy phóng của các cơ sở khác. Ngày làm việc quân đứng máy hàng giờ mà không mỏi chân có mỏi chân này thì anh đổi sang chân kia hay đứng đều hai chân. Công vác lúa đến để lên bàn ăn cao ngộn, nhưng quân vẫn giữ được miệng thùng để liên tục đẩy lúa vào đều. Tư bụng đưa tay lên trán che sáng nheo mắt nhìn họng máy phóng rơm ra dày rơi xuống mặt ruộng thành đụn mà không thấy lúa chắc theo rơm tẻ ra. Đấy, mọi người xem, máy phóng tư sang có khác. Phóng rơm không ra lúa, vì lúa chắc hạt thường không theo rơm mà tẻ ra ngoài xa hơn nói rồi tư bụng lấy cái thúng úp hở họng rơm thử đưa xuống hai tay rũ rũ vứt rơm ra ngoài đáy thúng chỉ trơ lại ít lúa lép từ đó về sau năm nào thùng phóng nhà tư bụng cũng nhận ruộng không kịp làm các chủ ruộng đăng ký ngày nhiều thêm mỗi vụ lúa đi theo máy phóng quân thu nhập hàng chục giạ tư bụng và gia đình yêu quý quân lắm vì có tính chịu khó hiền lành. Cô em gái tư bụng mỗi khi ra ruộng phóng lúa nhà, nhìn quân vẻ thinh thích. Sau buổi đi đồng về sớm, quân không nghỉ ngơi mà lấy búa bừa gốc củi tràm. Đẹp trai, trắng trèo, quân cởi áo ngoài, lưng trần, bụng thót, ngực nở, hai cánh tay rắn chắc bập lưới búa xuống gốc củi tràm vỡ hai. Em gái tư bụng để ý nhiều tới quân. Ánh mắt cô nhìn quân vẻ khác anh ấy đậm chất đàn ông được anh con cái khỏe mẹ cũng nhờ đêm đưa máy phóng xuống chẹt cô cầm đèn pin dọi cho quân tháo dây buộc những lần cô gái đứng sát quân nghe hương tóc bổ kết thoảng thơm thằng quân chưa có vợ nghe đâu hắn có vợ ở quê bỏ nhau rồi đẹp trai lại bộ đội về được đó mày chịu nó tao bắt rể ở lại làm ruộng vĩnh đại luôn cô em gái của tư bụng đã qua tuổi hăm nghe anh mình nói thì càng để tâm tới quân sáu thanh nhận cắt ba công lúa trăng mùng mười dọi xuống mặt ruộng như giáp bạc chiếc xuồng ba lá đậu mé kênh dập dềnh rạt ra ngoài mỗi khi có ghe máy hay tắc dáng chạy qua ánh đèn bình vừa đủ sáng khoảng giữa trong hai tấm liếp hình chữ nhật được lợp bằng lá rửa nước úp vào nhau như hình chữ a nhìn kỹ giữa khoang xuồng chỉ vừa đủ cho hai người nằm và để giỏ áo quần. Gương lược trải đầu, cắt được hơn nửa diện tích nhận lúa khoán, sáu thanh tạm nghỉ, tắm rửa, cơm nước. Trong ánh sáng từ bóng đèn câu điện bình 12V, khuôn mặt người phụ nữ màu trắng nhạt, duy có mái tóc đen dày và đôi mắt lá răm vẻ buồn buồn. Cô Sáu Thành tối nhận cắt ba công lúa, sáng mình phóng cho chủ ruộng bên kia kênh xong chiều qua ruộng cô cắt rồi đậu máy luôn mới ba mươi tuổi mà đã ba đứa con thằng trả ra thành phố tân an làm thợ hàn rồi sẵn hàn luôn con gái người ta con gái ông chủ lỡ thời như con năm nhà này nhà có tiền thằng trả thả neo tội nghiệp cô sáu thanh thân nhỏ con mà gồng gánh nuôi ba đứa con ăn học ấp vĩnh châu a này cô là gái có chồng nhưng xinh nhất và hiền lành nữa. Ít nói siêng làm. Tư bụng nhìn quân. Bộc bạch kể. Tư bụng xưa nay tính tình hiền lành ngay thẳng. Anh hay thương người có hoàn cảnh éo le. Bất hạnh. Tư bụng nguyền rủa kẻ phản bội. Vũ phu tham giàu có mà bỏ vợ con. Nhưng ông này bộ không thương em gái mình hay sao mà cứ kể tốt người khác trong khi đó em gái trả lại để ý tới quân và hy vọng chàng trai trẻ miền trung đáp lời thật tình mà nói quân cũng đang chiêng trao về tình cảm của cô em gái tư bụng đối với anh mặc dầu hai người chỉ mới trên hình thức quan tâm nhau trong công việc nhà và đồng áng thấy quân khỏe mạnh đẹp trai nhiệt huyết với mọi việc trong gia đình chẳng hề có ý so đo tính toán bác bảy trai bác bảy gái ba má của anh em tư bụng coi quân như người nhà nấu miếng gì ngon hay nhà có dỗ tiệc mà thiếu vắng quân đều bảo cô nam cất dành phần từ hôm được tư bụng kể về hoàn cảnh của sáu thanh và hôm nay tận mắt nhìn thấy quân thực sự thương cảm hoàn cảnh của người phụ nữ hồng nhan bạc phận này sáu thanh đã ba mặt con quân xua đi ý nghĩ hẹp hòi đó khuôn mặt sáu thanh xinh đẹp một cách nhân tử đôi mắt đen nước da trắng mái tóc dày dài quá gấu áo bà ba. Cô trở thành tiêu điểm cho kẻ có vợ con đuề huệ thèm của lạ lui tới gạ gẫm. Cả trai tơ nơi khác đến làm ăn cũng tán tỉnh khi đã có ma men trong người. Sáu thanh đều cự tuyệt. Nhà có đám rỗ, tư bụng đẩy thùng phóng lại nền trải bạt sẵn, rồi quá giang xuồng máy về nhà. Hiện trường chỉ còn lại mình quân ở giữ máy phóng. Đêm xuống, sáu thanh cắt nốt đám lúa, tờ mở sớm quân phải đứng cho máy ăn giải quyết xong để phóng tiếp mấy cả lan lúa bền trời đầy sao trăng mùng mười vừa tỏ hương lúa chín thoảng trong gió mơn man xa xa rặng cây tràm sẫm đen như con tàu khổng lồ đậu trong đêm quân lấy điếu thuốc lá hiệu long an bật quẹt mồi rít một hơi dài từ từ nhả khói thoảng thơm trong sương đêm tiếng lưỡi liềm cắt lúa xoèn xoẹt trong đêm thanh vắng quân không ngủ được bước đến chỗ sáu thanh cắt lúa. Anh nhìn cô và từng mớ lúa trong vòng tay thoăn thoát bỏ thẳng đều. Hình như sáu thanh chưa nhận ra sau mình có người đàn ông đang đứng chăm chú nhìn. Để mớ lúa vừa cắt xuống, cô đứng lên lột bao tay vuốt tóc đổ xuống chán lấm tấm mồ hôi. Quân lên tiếng trước. Cô làm vậy tiền để đâu cho hết? Quân thấy mình vô duyên. Sao lại chào hỏi người đẹp câu này? anh nhẹ giọng xin lỗi. Sáu thanh cúi xuống cắt lúa tiếp. Chợt cô bỏ lưỡi liềm xuống tháo bao tay ra vén mái tóc đen dày hất xuống mặt nhìn qua quân tươi cười. Anh tư về nhà rồi hả anh? Nhà anh hôm nay đám dỗ bà nội. Cha em năm nào cũng đi. Nhà em ở đối diện nhà anh tư bụng bên bờ kênh. Quân trột dạ. Anh thường ra kênh tắm nhìn qua nhà bên bờ kênh chỉ thấy mấy đứa nhỏ chơi trước sân, không thấy người lớn. Anh cũng không tò mò hỏi. Công việc của mình là đi theo máy phóng cho lúa ăn mỗi mùa. Quân nhìn đám ruộng. Ngán quá. Làm sao sáu thanh cắt và ngố kịp trong đêm nay. Còn nhiều quá đã gần 10 giờ đêm mà lúa chưa cắt còn một phần ba. Quân chạnh lòng. Cô đẹp người và chịu khó làm lụng chỉ vì đời sống gia đình và tương lai sáp nhỏ. Tính tình hiền nhu, không mấy khi cô ngồi lân la nhà nọ nhà kia chuyện ta. Chuyện người quên cả trưa chiều. Ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nắng rát lưng rát mặt vẫn cặm cụi cắt lúa, gom lúa. Qua vụ lúa lại nhận khoán đốn tràm, dóc nhánh, tể cây chuyển cử ra kênh. Thằng chồng quá vũ phu lại quay lưng phản bội người vợ như cô. Thật tội. Bên quân như vang tiếng nói của tư bụng hôm nào chợt cơn gió thoáng qua hất mái tóc sáu thanh qua bên lộ nguyên khuôn mặt trái xoan và nụ cười tươi quân cảm thấy tim mình dạo rực sáu thanh bước xuống xuồng sách lên ấm nước và cái cốc nhựa cô nghiêng ấm rót anh tên là quân người miền trung anh uống cốc nước em mới nấu còn nóng quân đón cốc nước uống trên tay người đẹp để xuống nhẹ nhàng nói sao chị biết tên tôi hay cô năm nói cô năm có kể về anh cô năm kể thế nào sáu thanh im lặng quân cũng không muốn hỏi thêm làm gì điều anh quan tâm là giúp sáu thanh cắt lúa và ngố cho kịp đêm nay sao sáu thanh không liệu sức mà làm ba công lúa vừa cắt vừa ngố có mỗi mình quân thở dài lo lắng như công việc của chính anh tôi thấy cô làm vất vả quá giờ này vẫn khum lưng cắt lúa xong rồi còn phải gom lại ba công lúa này dễ cũng phải gom hai cả lan để máy phóng chắc mình cô làm sẽ không kịp máy chúng tôi lỡ nằm đây rồi phải giải quyết chủ ruộng này xong tôi và tư bụng mới chở máy qua phóng đồng bên kia được người phụ nữ lặng thinh hình như cô chấp nhận tình cảnh này trăng sáng để quân nhận thấy ánh mắt ưu tư của sáu thanh cô cúi lấy đôi bao tay mang vào và cầm liềm lên nói em tranh thủ cắt để còn kịp gom lúa lại anh ngồi chơi chỉ còn liềm không để tôi cắt phụ sáu thanh thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nở nụ cười nhìn quân anh đi ngủ đi mai còn đứng máy cho ăn em quen rồi không sao sức trẻ mà cô đừng lo đưa lưỡi liềm cho tôi còn liềm cô xuống xuồng lấy đi. Trăng mùng mười sáng hoắc. Bầu trời không một gợn mây. Hai người cắt lúa bên nhau. Tiếng xoèn xoẹt nhịp nhàng ấm áp trong đêm vắng. Mùi thanh tạo từ da thịt của người phụ nữ quyện mùi hương của lúa chín phảng phất trong gió nồng nàn. Sau một giờ đồng hồ, hai người cắt xong đám lúa. Nghỉ một lát, quần lấy bao đi gom lúa lại. Sáu thanh gom lúa để lên bao quân quàng tay ôm lên vai. Họ làm ngon ngất như đôi vợ chồng từng đi cắt lúa bên nhau lâu lắm rồi. Sáu thanh có nghe em gái tư bụng kể về quân trong lần qua nhà chơi. Hôm đó, sáu thanh được nghỉ vì đèn đỏ dầm nước chuyển cử chạm không đặng. Cô năm khoát xuồng qua chơi. Hai người gần đồng tuổi và trước đây đều học chung lớp, chung trường. Tốt nghiệp lớp 9 hệ 12 sáu thanh học thợ may mở tiệm làm được ít năm thì lấy chồng cô năm cũng đã một lần cưới chưa có con hai người thôi nhau chồng cô năm quê ở huyện mỏ cày tỉnh bến tre anh chàng tối ngày ăn nhậu biếng nhác lao động cô năm chủ động ly hôn quê anh quân ở quảng bình đi bộ đội về quê cưới vợ hai người sống không hạnh phúc do người vợ rất muốn anh ở nhà mà không muốn cho đi xa làm ăn cuộc sống thời bao cấp đầy đưa chàng quân bỏ nhà bỏ quê vào Nam Sinh sống. Nè, hỏi thật nhé, có muốn lấy chồng tiếp nữa không? Năm làm mai cho, mình cũng thấy cảm tình với anh, tướng vóc cao giáo đẹp trai, chịu khó lao động và đặc biệt rất dành công việc đồng áng như tụi mình. Mình có ba đứa con rồi, anh đâu có thèm. Để tôi nói cho, tính anh hay mùi lòng thương người, Mẹ anh mất năm 1968, bị bom bi Mỹ. Ba anh qua đời mười mấy năm nay rồi. Quá hai giờ sáng, mọi việc đã xong. Nhìn hai cả lan lúa đầy ắp, lòng quân khấp khởi mừng. Anh phụ nhiệt tình như công việc nhà. Còn Sáu Thanh càng muốn gần gũi yêu thương quân. Cô thầm ước có một người chồng như quân. Ta đi nghỉ anh, sáng mai còn làm. Em đi tắm đây thay áo quần xong, Sáu Thanh nhìn lên bờ ruộng quân vẫn ngồi đấy hút thuốc. Sáu Thanh tự trách, sao mình lại quá thờ ơ trước anh chàng đẹp trai, lại hiền lành, biết sẽ chia hoàn cảnh của mình. Cô bước lại, anh không đi ngủ à, rồi ngồi xuống cạnh quân. Quân dịch sát và khẽ choàng tay qua, Sáu Thanh không từ chối ngã người vào anh. Dưới ánh trăng sáng vầng ngực cô gái trắng ngần tiếng ứ ứ thoát ra vọng trong đêm khuya khoắt mãi sau mười năm quân mới quay lại xã vĩnh đại nơi ghi nhiều kỷ niệm những năm tháng mưu sinh xe đến bến vĩnh hưng quân đi đỏ khách vào ấp vĩnh châu a căn nhà gỗ rộng xây bao vắng vẻ không nghe một tiếng người con chó viện sủa oang khi thấy người lạ cửa vẫn mở toang quân bỏ ba lô lên bộ ngựa để ngoài hiên bước vào trời ơi trên bàn thờ bên góc phải cạnh bàn thờ tổ tiên ông bà là di ảnh bác bảy trai bác bảy gái và tư bụng điều gì đã xảy ra với gia đình tư bụng mắt quân nhòe ướt từng giọt nước nối nhau đậu vào môi mặn đắng quân lại bàn thờ rút chín cây hương đốt cắm lên ba bình nhang nhỏ quân xá thầm gọi tên hai bác bảy và tư bụng vừa lúc cô năm vào ủa anh quân anh về đây khi nào em vừa ra ao sau vườn ngắt nắm bông súng cô năm hai bác bảy và anh tư bụng chuyện nhiều lắm anh nghỉ rửa giấy cho mát và uống nước người chết thì đã chết rồi tía má em già rồi về với tổ tiên ông bà còn anh tư tối em kể cho anh nghe quân bước ra sân xuống cầu nước mắt phóng qua bờ kênh nhà sáu thanh chắc cô ấy đi làm cô năm lục đục dưới bếp nấu cơm nhà chỉ mình cô và hai đứa cháu con anh tư bụng hai cháu đi học trường xã buổi chiều anh tư bụng bị u gan khi anh trở về trên được mấy tháng thì anh tư ngã bệnh em và chị tư đưa anh ra bệnh viện đa khoa tỉnh khám điều trị thì bác sĩ cho biết ảnh bị u gan bác sĩ kê đơn thuốc cho anh về nhà uống được gần một năm bệnh tình anh tái phát trong tình trạng nặng hơn trước em đưa anh Tư lên thẳng bệnh viện thành phố, thì anh đã qua giai đoạn nặng. Bác sĩ chê, em đưa anh Tư về nhà 6 tháng sau anh đi. Anh quân nè. Dì cô Năm. Chị Sáu Thanh. Chị Sáu Thanh làm sao? Chị có chồng rồi à? Không. Chị chết rồi. Quân chết lặng. Môi mấp máy mà không thành tiếng. Trời ơi! sao lại lắm chuyện đau lòng vậy trời bác bảy trai bác bảy gái anh tư bụng và sáu thanh nữa mọi người anh yêu thương nhất ở cái ấp vĩnh châu a này đều lần lượt bỏ anh mà đi dẫu anh không quê quán dòng họ hay neo ở đây sinh sống lâu dài nhưng với anh đây là mảnh đất yêu thương người dân sống chất phác mặn nồng với người tứ xứ về đây làm ăn người ấp vĩnh châu a à xã vĩnh đại và huyện vĩnh hưng nói riêng đều vậy hiền nhu chất phác thường cảm thông chia sẻ với ai có hoàn cảnh nghèo khó bất hạnh quân rút khăn tay trong túi quần chấm lên hai mắt nước mắt vẫn ứ trào anh khóc những giọt nước mắt nóng hổi thay cho lời tạ lỗi trước cảnh bi thiết của hai gia đình vụ lúa cuối cùng quân từ giã mọi người để về lại bình phước Bữa đó gia đình bác bảy thịt hai con vịt xiêm. Tư bụng sách cần siệc ra mương trích được mấy con cá lóc vào nấu canh chua bông súng và nướng chui. Tư bụng ra quán na về két bia Sài Gòn. Buổi chia tay thân mật ấm cúng. Về Bình Phước, quân dành tiền làm bấy lâu sang lại hách ta đất điều. Kết hợp nuôi gà thả vườn. Vừa làm dãy, quân vừa viết báo. Viết văn gửi các báo tạp chí trong và ngoài tỉnh như một cái thú giải khuây công việc cuốn hút anh qua năm tháng anh vẫn nhớ vẫn thương và tự thầm hẹn sẽ còn trở lại mảnh đất mình từng đi máy phóng lúa những khuôn mặt dáng hình thân thương làm sao quân quên được vậy mà khi anh quay lại thì cô năm đẩy xuồng ba lá ở rạch ra đưa quân qua nhà sáu thanh cửa mở ba đứa con sáu thanh ngồi bên bà ngoại quân cất tiếng chào và xin phép vào thắp cho sáu thanh cây hương anh đi nhẹ lại bàn thờ nhìn sáu thanh trong di ảnh người phụ nữ trong ảnh nhìn anh như đang ôm ấp điều gì mà đôi mắt đượm buồn sáu thanh ơi anh xin lỗi đã làm điều đó với em đêm bên kênh tứ thường cô làm quá bị suy nhược cơ thể anh ạ à. hôm đó đi làm về sáu thanh lên cơn sốt nóng như là bị đau thương hàn vậy gia đình lấy tắc dáng đưa ra bệnh viện Vĩnh Hưng, tiếp lên bệnh viện Đa Khoa Tỉnh. Em có theo săn sóc sáu thanh. Mấy ngày trước khi mất, cô nhắc tới anh Hoài. Quân nuốt nước mắt vào tim, dày dứt. Ba cây hương cháy lên, trong làn khói mờ tỏ bóng sáu thanh đang cắt lúa trong đêm trăng sáng. Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng, mái tóc đen dày sáu thanh bước xuống kênh khuất dần trong màn đêm mông lung rười rượi ngọn gió đồng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Cô Nhận, tác giả, Đặng Thị Thúy. Nhà cô nhận ở gần cuối lô, thuộc hàng khá giả trong khu tập thể Cô nhận làm ở phòng KCS của nhà máy. Nghe nói cô từng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Chồng cô tên là Hiếu. Kỹ sư cơ khí từng được đi học tiệp khắc về. Cô có hai đứa con gái khá xinh xắn và hiền lành. Đứa lớn là Huệ. Đứa bé là Hồng. Cách nhau ba tuổi. Nước da chúng trắng bóc. Có thể do thừa hưởng từ bố mẹ. Cũng có thể do chúng không bao giờ ra ngoài đầy nắng như những đứa trẻ khác trong khu tập thể này. Bởi vì hàng ngày, trước khi đi làm, chú Hiếu và cô Nhạn luôn bắt con tự chốt cửa bên trong. Cô chú khóa cái cổng sắt ngoài cùng bằng ổ khóa việt tiệp to tướng, đen xì. Nhà giàu mới có tường xây và cửa sắt, chứ những nhà khác chỉ có hàng rào và cổng đan bằng tre nứa. Dẫu có khóa thì lũ trẻ vẫn vạch rào chui ra ngoài được hai đứa nó, lúc cuồng chân lắm cũng chỉ dám mở cửa ra chơi ở cái khoảnh sân chừng 9 mét vuông. Bố mẹ chúng cấm tuyệt đối không được mở khóa và bước chân ra ngoài cánh cổng sắt. Cả dãy tập thể có hai lô song song, cách nhau cái lối đi bằng đất rộng độ 3 mét. Như thế, tất thảy có 36 nhà, hầu như nhà nào cũng có trẻ con. Đếm sơ sơ cũng tầm trên năm chục đứa trong độ tuổi từ 5 đến 14. Những đứa dưới 5 tuổi thì đi nhà trẻ, trên 5 tuổi thì bị nhốt ở trong nhà khi bố mẹ đi làm vắng. Nhà nào có hai đứa trở lên mà đứa lớn nhất trên 7 tuổi, đứa bé nhất dù mới 3 tuổi cũng phải ở nhà để anh chị trông. Chuyện nhốt con như thế không chỉ có mỗi cô nhận, mà nhà nào cũng thế. Nhốt và trang bị cho con một chùm chìa khóa để chúng còn đi học. Quy định đối với bọn trẻ là đi học thì khóa cửa, cầm chìa khóa đi mà không đi học thì phải ở trong nhà, khóa trái cửa lại, vừa an toàn vừa phòng chống trộm. Chị em con thì tuy không có bố mẹ ở cùng nhưng cũng vẫn luôn tự giác thực hiện cái nề nếp ấy. Chuyện cấm con ra ngoài chơi cũng không chỉ có một mình cô nhận mà nhà nào cũng cấm. Có điều, cứ bố mẹ đi khuất thì tất cả bọn trẻ con đều mở khóa phi ra ngoài chơi, trừ chị em con Huệ. Không phải chúng không thích mà hẳn là chúng không dám. Bọn trẻ con nghĩ chúng sợ ăn đòn. Trong quá khứ, hai chị em nhà nó đã từng trốn ra ngoài chơi như những đứa khác nhiều lần. Nhưng một ngày kia, con hồng cay cú vì chị vào hùa với bọn hàng xóm. Ôm nó trong trò chơi sập bô suốt buổi sáng. Tối về nó tố tội con Huệ. Thế là lộ. Hai chị em nó bị mẹ nọc ra. Cho ăn lươn tép đít. Bọn trẻ con bu đầy ngoài cổng chen nhau xem. Đứa nào cũng sợ xanh mắt cáo khi chứng kiến cảnh cô nhận cầm cái roi bằng cảnh dầu. Vừa vụt đen đét vào mông hai đứa vừa giết lên. Tiên sư chúng mày. Dám trốn ra ngoài chơi à? Tao đã dặn như nào. Một mét vuông có đến mấy thằng ăn cắp. Không trông nhà. Bọn nó khuân sạch hả? 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 Mỗi chữ hả là một cái roi vụt xuống. Hai cái mông nảy lên hai đứa khóc oai oái. Cô nhận có nước da trắng là thế nhưng lúc giận mặt không đỏ lên như người khác mà lại tím ngắt mới lạ. Mắt cô lòng lên, lòng trắng bình thường đã ít hơn lòng đen, giờ trông càng sắc lạnh, giữ phát sợ. Đánh mắng một hồi vẫn chưa hạ giận, cô bắt hai đứa đứng úp mặt vào tường, còn cô ngồi, một chân thóng, một chân gác mép giường, chửi tiếp, mẹ cha chúng mày. Tao đã bảo với chúng mày hết nước hết cái rồi. Quá trái cửa mà học hành cho tử tế. Mình là con nhà trí thức. Phải học để mà làm người trí thức. Chứ có phải con nhà lao động chân tay. Làm lũ. Khố rách áo ôm đâu mà chơi bời lêu lồng như chúng nó. Chơi cho lắm vào rồi lớn lên chỉ có nước làm cu ly. Chừa giáo mồ hôi đã hết tiền. Có làm công nhân cả đời cũng chỉ trông vào mấy cái tem phiếu để mà chết đói à. Chúng mày xem, nhà người ta quần áo không đủ mặc, ăn gạo sổ mốc còn không đủ no, cả tuần chỉ độc có ba lạng thịt bèo nhèo. Còn chúng mày được ăn trắng mặc trơn, thịt thà giỏ chả ăn ngập răng, sướng không biết đường sướng, tao sắm cho hai cái thúng với quang gánh mà đi gánh cứt. Bài chửi của cô nhận có thể còn dài lắm nếu mấy ông bố bà mẹ từ những nhà xung quanh không vội vã chạy sang lôi con về có vài đứa còn bị bố mẹ chửi oan vì cái tội rủ dê chị em con Huệ chơi. Rằng, cái thân mày con nhà khố rách áo ôm. Cu Ly biết chưa? Từ nay cấm chỉ chơi với chị em nó. Nó khinh cho. Bố mẹ dặn là một chuyện. Nhớ hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa trong cái câu nó khinh cho. Chả xác định được nó là ai. Bằng chứng là ngay hôm sau, bọn trẻ con trong lô đã lại rủ dê chị em con Huệ ra ngoài chơi nhảy ngựa. Nhưng chị em con Huệ tuyệt nhiên không dám. Lũ trẻ nghĩ chị em con Huệ quá sợ đòn. Chỉ có con thì nghĩ khác. Con thì nghĩ, chị em nhà kia không sợ đòn mà là sợ phải đi gánh cứt. Vì khi chen chúc trong đám trẻ con xem ăn đòn, nghe cô nhận chửi con đến đoạn đấy, con thì đã thấy dùng cả mình. Con thi dùng mình không phải vì sợ cô nhận, mà là vì nghĩ đến cái hố xí công cộng của khu tập thể này. Cái hố xí luôn là nỗi ám ảnh kinh khủng của nó. Bốn dãy nhà, 72 hộ gia đình, gần 300 con người mà có mỗi một dãy nhà xí công cộng 8 ngăn, nửa dành cho nam, nửa dành cho nữ. Đấy là hố xí ngồi xổm, xung quanh tường xây cao nhưng bức chắn trước mặt chỉ cao ngang ngực người lớn cửa vào rộng chừng một mét và không có cánh cửa mỗi lần ngồi trong là phải chìa tay ra hiệu để ở ngoài biết là có người chuyện đang ngồi giải quyết nỗi buồn mà bỗng dưng có người khác xộc vào hai bên cùng giật thót là chuyện xảy ra như cơm bữa lý do thường bởi vì mảnh giấy báo được mang vào để chùi nhưng lại có màu tin hay nên khổ chủ tranh thủ đọc quên việc giơ tay báo hiệu cũng bởi thế mà vô hình chung nhiều người có thói quen hắng giọng trước khi bước vào. Câu chuyện giải quyết nhu cầu đầu ra của người trong khu tập thể hàng ngày cũng lắm gian nan. Sáng sáng, mọi người phải xếp lốt chờ nhau. Gặp phải ca táo bón thì quá khổ luôn. Khổ cả người trong lẫn người ngoài. Người trong ngồi lâu giữa hôi thối. Lại còn bị người khác dục dã, Hối thúc, căn nhằn không yên. Người bên ngoài thì chờ lâu, càng cố nhịn càng mót càng cáu có khi vằng nhau chửi nhau cũng chỉ vì phải đợi chờ phía dưới bệ ngồi xồm là cái bể chứa phân rộng nhưng không có nắp cho nên ngồi vệ sinh mà gió cứ thổi vi vút từ dưới lên mang theo mùi thối nồng nặc ra khỏi cái nhà tám gian đó người ai cũng ám mùi thối có thời gian thì tắm dội qua không thì tranh thủ cầm cái quạt nan phẩy phành phạch cho bay bớt mùi còn nhanh chóng kịp đi làm, đi học. Đến tầm 9 giờ hàng ngày, có một bà lao công bịt khăn áo kín mít chỉ hở hai con mắt, mặc bộ bảo hộ xanh công nhân, chân đeo ủng cao su đến múc phân gánh đi. Dụng cụ lao động của bà lao công là đôi gầu bằng tôn, cán dài tầm mét rưỡi, đôi quang gánh với hai cái thúng tre quét nhựa đường đen xì trong lòng chất thải được múc lên đổ vào hai cái thúng ấy. Chẳng đậy điệm gì. Cứ thế gánh sóng sánh cứu kịt qua ngõ. Thản nhiên bốc mùi nồng nặc. Bọn trẻ con đang chơi mà phát hiện kịp thời cũng chỉ kịp chạy giạt ra nhường đường. Lấy tay bịt mũi một lúc lâu. Con thi dùng mình khi cô nhận dọa cho con đi gánh phân là vì tưởng tượng thấy cái cảnh như thế. Nó chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy kinh tởm rồi. Huống chi nhà cô nhận lại ở gần cuối lô, tức là gần cái nhà vệ sinh công cộng ấy, nên cô nhận dọa thế hai đứa kia sợ chết khiếp là đúng rồi. Nhưng con thì cũng biết, chị em con Huệ không còn phải chịu cảnh hôi thối lâu nữa. Bởi vì mấy tuần trước, lúc hai đứa đang ngồi giải quyết nỗi buồn ở hai ngăn hố xí cạnh nhau, con Huệ khẽ gọi. Ê, Thi, nhà tao sắp sửa thoát khỏi cái mùi hôi thối này rồi con thi ngạc nhiên là sao người ta chuyển hố xí đi chỗ khác à mày ngu thế cái hố xí này chuyển được đi đâu là nhà tao chuyển hiểu chưa ủ ôi nhà mày chuyển đi đâu đấy lên phố bố mẹ tao được phân nhà mới trên phố với điều kiện phải cắt thêm một khoản tiền hôm nay mẹ tao phải xin nghỉ làm để về quê đấy vay thêm mới đủ tiền đóng cho nhà máy. Chuyển đến chỗ không có hố xí à? Còn ngu, không có hố xí thì đi y ở đâu? Khu tập thể mới cao ba tầng cơ. Nhà tao ở tận tầng ba, vừa mát vừa thoáng. Chắc chắn không bao giờ thấy mùi thối nữa. Bố mẹ tao bảo thế. Uầy, mày sướng nhé Hứ, bố mẹ tao là cán bộ mà lị. Ngày nào con thi tan giờ học sáng về đến nhà cũng là 11 rưỡi. Đúng lúc cái loa nón trên cột điện đầu lô vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc. Mời các bạn nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đó là nhạc hiệu của chương trình. Rồi thì trèo. Hoặc kể lương. Vọng cổ các kiểu réo rắt. rền dĩ ngân lên. Cha mẹ ơi! Những hôm không đói còn đỡ, chưa gặp phải ngày bụng réo ủng ục như hôm nay thì cứ gọi là nhão hết cả ruột, não hết cả lòng với dân ca và nhạc cổ truyền. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, con thi đang bực em gái nó vì cái tội hớ hinh. Đã dặn đẻ viên gạch lên vung nồi để chống chuột mà con hà cứ quên. Có hai bát cơm nguội trừa lại từ tối qua bị chuột ăn mất rồi. Sáng dậy, con thi sờ đến cái nồi gang thì ôi thôi. Vung nằm chồng chơ một bên, nổi sạch nhãn, đành ôm bụng rỗng đi học. Chưa tháng 9, nắng vẫn giang giang. Đi học về, con thì thấy một người đàn bà trung tuổi đứng trước cửa nhà cô nhạn. Nó nghĩ đấy là bà ăn mày vì dạo này, ngày nào cũng có ăn mày vào lô xin ăn, nhất là tầm bữa trưa. Nghe nói do mưa lũ nên bị mất mùa, đói kém. Mấy bà ăn mày đi đến cửa nhà nào cũng dừng lại trình bày lý do nào thì mất mùa, đói kém do bão lũ, nào thì dạ cả không lao động được nhưng con bất hiếu nó không nuôi và ti tỉ nguyên nhân khác khiến họ phải tha hương đi ăn mày. Lý do nào cũng đáng thương cả. Nhiều người động lòng, lúc thì cho đồng bạc lẻ, có lúc lại vào mở thùng gạo bốc cho một hai nắm hoặc xúc cho lưng bơ. Nếu gặp đúng bữa ăn, chủ nhà thương tình đơm cho lưng cơm với tí thức ăn. Người ăn mày thường ngồi luôn ở mép cửa, ăn vội vã rồi trả bát cho gia chủ Mãi mốt đi sang nhà khác mấy dãy này toàn công nhân nhà nào không cho thì cũng từ chối nhẹ nhàng không ai nữa xua đuổi hắt hủi hay nặng lời với những con người khốn khổ ấy chỉ có cô nhận là hay lớn tiếng vừa xua vừa mắng đi đi không có gì cho đâu còn khỏe mạnh sao không làm lấy mà ăn lại đi xin gặp bà nào năn nỉ ỉ ôi thêm cô nhận chẳng nói chẳng rằng cầm cái ca sắt trắng men múc vội ca nước a à, hát cái dẹt một cái ra cửa kẻ ăn mày dai dẳng nào cũng phải vội vã rời bước đi ngay nghĩ đến đấy con thi chợt tò mò ô thế thì cái người đàn ngồi ở cửa nhà cô nhận kia chắc chắn không phải là ăn mày rồi vì ăn mày thì không thể ngồi y ở cửa nhà cô ấy như thế được hay là nhân lúc cô nhận chưa về con Huệ lại lén đem cho bà ăn mày cái gì đó. Con thì dạo bước lại gần cái cổng sắt nhà cô nhặn, đứng cạnh chỗ ngồi của người đàn bà kia, nhòm vào trong hỏi. Ê, Huệ, mày cho bà ăn mày này cái gì à? Không mau lên để bà ấy đi, chứ mẹ mày mà bắt gặp thì mày chết đòn. Con Huệ đang ngồi trên cái giường sắt kê sát cửa sổ, nghe gọi liền nhổm lên, hai tay bám vào song cửa chó mồm ra ngoài đáp lời ai bảo mày đấy là bà ăn mày bác tàu đấy ở quê mới lên sao không mở cửa cho bác vào nhà nhưng mẹ tao dặn không bao giờ được mở cửa cho ai vào nhà kể cả bác á đã bảo là không ai mà lị thế bác mày ăn cơm chưa làm gì còn cơm mà ăn sáng mẹ tao để phần cơm vừa đủ cho hai chị em bọn tao ăn hết rồi. Nấu thừa cơm, để đến chiều có mà thiêu rớt ra à. Con thì nhìn chị gái cô nhận. Người đàn bà ấy ăn mặc gần giống như bà nội của con thi dưới quê, quần vải đen ống rộng, áo ba vạt màu nâu, chiếc khăn chéo màu đen, nhăn nhúng quàng trên vai, hai đầu buộc túm vào nhau phía trước ngực, nét mặt giả nua, khắc khổ, mệt mỏi. Có lẽ do bác ấy phải đi đường xa lên đây, lại trầu trực giữa trời nắng như này, chắc vừa đói vừa khát. Con thì tự dưng thấy thương hại, nó nghĩ trong bụng, hay cứ mời bác ấy sang ăn bát cơm, ngồi trong nhà mình cho mát, chứ trầu cả chưa đến tận chiều ngoài này có mặt chết nắng. Bình thường, chị em nó thi thoảng còn cho mấy bà ăn xin tí cơm, tí gạo, chả nhẽ lại không cho bác con huệ được bát cơm. Nghĩ vậy, nó nói bác hay bác sang nhà cháu ăn tạm bát cơm rồi ngồi chờ đằng nào tí nữa chị em con huệ nó cũng khóa cửa đi học chiều chiều cháu nghỉ ở nhà bác cứ ngồi chờ trong nhà cháu cho đỡ nắng bác con huệ ngần ngại thôi bác chờ ở đây cũng được nhà cháu không có người lớn ở nhà bác không nên vào nhỡ mất mát cái gì thì khổ rồi chiều bố mẹ cháu về lại bảo bác lợi dụng trẻ con. Con thì vẫn vồn vã. Bác lo gì? Nhà cháu chỉ có hai chị em ở với nhau. Nhà thì nghèo. Có cái gì mà sợ mất? Bác sang đi. Ngồi đây đến năm giờ chiều có mà chết đói. Bác con Huệ tần ngần một lúc. Có vẻ không còn lựa chọn nào tốt hơn nên cũng ngần ngại bước theo con thi mâm cơm của chị em con thì có độc một bát dưa củ cải muối lóng bóng nước và bát mắm tiêu chuẩn mỗi tuần được ba lạng thịt ba chỉ giá hai nghìn đồng chị em nó kho mặn ăn rẻ được hai hôm có cố đến hôm thứ ba thì cũng bị thiêu không ăn được nữa dưa củ cải thường là món chính mua năm trăm đồng ở nhà bà hái quen rồi cứ thấy chị em nó vác cái bát sành sang là bà hái đơm đầy một bát con rồi múc đầy bát nước dưa đổ thêm vào. Chị em nó rắc thêm tí mì chính, trộn đều để ăn với cơm. Nước dưa chan thay canh luôn. Hôm nay thứ bảy, tiền chỉ còn có một nghìn đồng chi cho hai ngày. Tận chiều chủ nhật gì nó mới xuống đưa tiền cho tuần sau. Lúc sáng trước khi đi học, con thi đã dặn em hái rau đầy trước cửa nấu với mắm tôm. Thế mà con Hà không nghe, lại đã mua dưa về nhìn mâm cơm. Con thì hỏi, sao không nấu canh rau đay như tao dặn? Con Hà đáp, làm gì còn mắm tôm, chả lẽ nấu với muối không à? Hết thì nấu muối với mì chính mà trả được, mai hết tiền còn trả có gì mà ăn ấy. Con thi lậu bậu rồi ngồi xuống, chợt nhớ ra bác con Huệ đang theo sau, nó hất hàm bảo con Hà, xuống lấy thêm bát đũa. Sới cả cơm cho bác này ăn bác ấy là chị cô nhặn con hà đi xuống bếp vừa đi vừa lẩm bẩm biết thừa người ta ở nhà cả buổi sáng con hà ăn mải mốt vừa xong cũng là lúc chị em con huệ đi ngang qua trẻ con các nhà khác cũng lạch cạch khóa cửa chúng díu dít gọi nhau đi học cùng còn hai người bác con huệ mới ngập ngừng hỏi chuyện sao nhà cháu lại có hai chị em thôi bố mẹ cháu đâu mẹ cháu ốm nằm viện bố cháu đi liên xô rồi chỉ có hai chị em cháu trông nhau thôi thế mà lúc đầu nghe cháu nói bác tưởng cháu cũng mất bố mẹ như nhà bác nghĩ tội nghiệp bác không có bố mẹ à thảo nào cháu chả bao giờ thấy ông bà ngoại con huệ chỉ thấy ông bà nội thỉnh thoảng ra chơi Câu chuyện giữa con thi và chị cô nhận bắt đầu như thế. Chị cô nhận tên là Nhã, hơn cô nhận 2 tuổi. Nhà họ chỉ có hai chị em gái, bố mẹ họ chết bom từ hồi cô Nhã mới 13. Hai chị em cứ thế nuôi nhau lớn lên. Hồi bé, cô nhận rất thích học nên cô Nhã thương em, thường cố làm hết việc nhà. Cô nhận chỉ việc nấu cơm, rửa bát rồi học thôi. Cô nhận học xong lớp 10 được vào đại học. Cả làng cô hồi ấy chỉ có hai người được học đại học thôi. Nên cô nhã hãnh diện về em mình lắm. Cô càng cố gắng làm lụng chắt bóp lấy tiền nuôi cô nhận ăn học. Cô nhận học xong. Được phân công về nhà máy làm. Được ở nhà tập thể. Thi thoảng mới về quê. Lấy chồng xong. Cô ấy càng ít về. Hầu như chỉ tranh thủ về vào ngày rỗ bố mẹ. Còn cô nhã bị ế già rồi chả ai lấy nên giờ vẫn ở một mình. Lúc đầu nghe chuyện, con Thi chả biết sao cô nhã lại kể với nó những chuyện đó. Nó mới chỉ là đứa trẻ con 10 tuổi. Hay người nhà quê dễ bộc bạch, dễ lấy câu chuyện làm quả như thế. Nhưng sau nó cũng hiểu, là vì cô nhã nghĩ, chị em nó nhìn có vẻ giống chị em cô thuở nhỏ. Rồi có khi nó cũng phải nuôi em như cô hồi xưa, nên sau khi kể chuyện, cô bảo nó không có chồng con ở một mình buồn lắm giờ cô chưa đến năm mươi mà sức khỏe đã yếu lắm rồi việc kể cấy ruộng vườn không thể làm được như hồi trẻ lại hay đau ốm lắm nhưng chả biết trông vào ai của nà thì chả có gì ngoài căn nhà nát bố mẹ để lại nên khi còn trẻ dẫu có phải lo toan cho ai có bận mải thế nào cũng phải biết lo cho mình đã cũng phải yêu đương rồi lấy được tấm chồng cho yên ổn, cho có chỗ mà trông cậy về sau. Cháu ạ, à, anh chị em thì kiến giả nhất phận, mình mà giàu có thì còn đỡ, chứ mà nghèo khó, quê mùa làm người ta xấu hổ, người ta khinh cho. Nói xong câu đó, cô nhã thở dài, mắt hoe hoe, rơm rớm nước, quãng gần 5 giờ chiều. Con thi nghe tiếng lách cách mở khóa bên nhà cô nhận, nó chạy ra nhìn, rồi quay vào gọi. Bác nhã ơi, cô nhận về rồi kìa. Chị cô nhận mải mốt đi ra, hướng về phía em, mừng rỡ. Nhận, em về rồi đấy à? Chị ra từ chưa? Chờ em mãi. Con thì tưởng cô nhận thấy chị gái chắc phải vui lắm, vồn vã lắm cơ. Nhưng không, khi nghe tiếng gọi, cô ấy quay lại, cũng bất ngờ thoáng qua, nhưng rồi nét mặt lạnh băng lại ngay. Nói, chị lên đây làm gì? Tôi đã bảo là tôi không có tiền để thêm vào cho chị sửa nhà đâu. Chị có một mình, tôi còn phải lo cho cả gia đình tôi. Nuôi con cái ăn học tốn kém vất vả lắm. Chị làm sao mà biết được? Con thì không vào nhà nữa, mà tò mò đứng nép sau cánh cửa nghe lỏm. Bác nhã giọng ôn tồn. Không đâu, em từ từ, chị bảo không để bác nhã nói tiếp cô nhặn chặn lời luôn chị không cần phải phân bua làm gì chị ra đây rồi mà không thấy nhà tôi đang phải ở chỗ hôi thối như này à tôi đã cất công về tận quê vay chị thêm tí tiền để đổi nhà cho cháu chị đỡ khổ mà chị dứt khoát không cho vay tôi biết thừa tính chị thích sĩ diện chị khăng khăng đòi sửa nhà đề sĩ với làng nước là mình giỏi giang chứ gì bác nhã nói giọng đầy nhẫn nại cứ vào nhà đã chị bảo chị nói luôn đi cho tôi còn đi chợ kẻo muộn thôi được chị nói luôn chị nghĩ kỹ lắm rồi chị vốn định sửa nhà để lấy chỗ thờ cúng bố mẹ cho tươm tất mọi người từ phố về quê có chỗ tử tế mà nghỉ ngơi nhưng thực ra thì các em các cháu cũng ít về mỗi năm chỉ một đôi lần mà ngoài này thì cứ phải ở mãi cái chỗ này cũng khổ cơ hội đổi nhà chỉ có một lần nhà quê không sửa lúc này thì sửa lúc khác chị một mình ở mãi như thế có sao đâu nên chị quyết định không sửa nhà nữa đem tiền lên đây để em thêm vào mà đổi nhà đây tiền đây à không vàng đây em bán lấy tiền mà dùng bốn chỉ là đủ đúng không chị góp được có ba chỉ phải vay thêm thím nam một chỉ nữa nhưng chị sẽ làm để trả thím ấy. Em không phải lo. Bác Nhã nói liền một mạch. Nói nhanh như thể nếu ngừng thì không có cơ hội để nói hết ý của mình. Rồi bác lật bật lần dở cạp quần. Lôi ra cái túi vải có cái dây dài quấn quanh thắt lưng. Lôi từ đó ra một cái khăn vuông màu cháo lòng. Cuộn gọn gàng. dúi vào tay cô nhặn. Đấy chắc là bốn chỉ vàng. Con thì nghĩ Cô nhận có vẻ quá bất ngờ, lúng túng cầm gói vàng, lắp bắp. Thế này là... là... Thì là thế đấy. Thôi đi chợ đi. Chị về. Chị... về luôn á. Ừ, còn nhà cửa lợn gà. Bạc nhã nói xong, kéo sụp cái nón xuống mặt, mải mốt đi luôn. Cô nhận đứng như trời trồng trong sân, hết nhìn gói vàng lại nhìn theo bác nhã đi ra phía đầu lô. Mãi đến lúc bác nhã khuất dạng sau dạng dâm bụt nhà ông tưởng, cô nhận mới sực nghĩ ra, mải mốt khóa cử rồi chạy đuổi theo. Giờ này chả còn chuyến xe nào, chị cô làm sao mà về quê được. Một lát, con thi thấy cô nhận về lấy xe đạp, rồi lại vội vã phóng đi. Nhưng chị cô đã mất dạng giữa phố đông giờ tan tầm. Cô đành quay về. Sách kia bao dứa chị cô để lại giữa sân mang vào nhà con thi biết trong đấy là gạo quê là túm khoai lang và mấy quả ổi bác nhã khoe là quà quê mang lên cho cháu độ chục ngày sau nhà cô nhận chuyển đi nghe nói khu tập thể mới của nhà máy ở phố lê đại hành thuộc khu vực trung tâm thành phố thế là chị em con huệ từ đấy thành gái phố chắc sẽ khác hẳn với bọn trẻ con ở xứ mù này Đầu mùa đông năm đó, mẹ con Thi bị bệnh viện trả về, họ không cho điều trị liên tục quá lâu dù mẹ vẫn nằm bất động trên giường, cần phải có người nâng lên đặt xuống. Chị em con Thi tạm biệt lũ trẻ con trong lô tập thể để lên ở cùng với mẹ và em út trên nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại ở gần ngã tư Thành đội, cạnh công ty điện thoại nên ông ngoại mở quán trẻ chát bán cho bộ đội và công nhân. Một buổi chiều con thi đang cùng bà ngoại dọn quán chuẩn bị về ăn cơm thì có một bà ăn xin đi vào. Bà ta đi chân đất, quần áo vá chẳng vá đụp, đeo cái bị cói to tướng bên vai, cái nón méo vành, rách tua rua. Bà ta cất giọng khẩn khoản. Lạy bà, bà cho tôi xin đồng tiền nắm gạo qua ngày. Quê tôi lũ lụt, đói kém quá. Bà ngoại bảo con thi cho bà ăn xin một trăm đồng nó mở ngăn kéo bàn lấy ra tờ tiền giấy một trăm đồng hơi nhàu đặt vào bàn tay run run của bà ăn mày bất chợt nó nhận ra khuôn mặt quen quen ồ bác là bác nhã chị cô nhận đúng không bà ăn mày nhìn vào mặt con thi giật thót không cháu nhận nhầm người rồi vừa nói bà ta vừa cụp kia nón xuống mặt và cuống quýt bỏ đi bà ngoại con thi bảo bác này cũng mới ăn xin ở đây thôi. Chắc người ta hoàn cảnh quá khó khăn nên mới phải đi ăn xin. Chứ cứ phải lại ông lại bà kiếm miếng ăn như này. Cực thân lắm. Con thi ngậm ngùi nhìn theo bác nhã. Nó bỗng nhớ đến cô nhặn. Nhớ những lần cô nhặn đuổi ăn xin ra khỏi nhà. Nhớ cách cô nhặn đối xử với chị gái mình hôm ấy. Nhớ cái bọc vải có bốn chỉ vàng mà cô nhặn nhận từ tay chị mình. Giờ này, chắc cô nhạn đang cùng gia đình vui vẻ bên mâm cơm tối ở căn hộ mới đẹp đẽ và không có mùi thối của hố xí thoảng vào. Căn hộ đó, nếu đi thẳng đường cầu đất thì chỉ cách chỗ này chừng hơn một cây số thôi. Thế nhưng, nó lại thấy cái dáng khắc khổ của bác nhã vừa rẽ trái về phía đường tô hiệu. Những lời tâm sự của bác nhã hôm nào bỗng nhiên vang lên, thầm thí bên tai nó. Một cơn gió lạnh bốt thổi ảo qua mắt nó chợt cay xẻ quý vị thính giả thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại